Chào mừng các em nhỏ đến với những câu chuyện của Panda. Tại sao ruồi hay xoa xoa chân? Kiến tổ chức sinh nhật lần thứ 5 của nó. Nó mời bướm con, ong con và ruồi con cùng đến dự. Trên bàn ăn bày đầy những món ăn ngon lành hấp dẫn thu hút bảy ong bảy bướm. Ong con và bướm con đã hăm hở bỏ vào miệng rồi. Thế nhưng ruồi con không động đậy, nó cứ từ từ xoa xoa chân. Kiến con hiếu kỳ hỏi: "Này ruồi con, trước khi ăn cậu nhất định phải xoa xoa chân sao?" Ruồi con ngại ngùng nói: "Chúng tớ không có mũi, cơ quan vị giác ở trên chân. Gặp bất cứ thứ gì đều dùng chân nếm trước, cho nên trên chân thường dính rất nhiều thức ăn thừa. Nếu như không xoa bỏ, không những làm cho cơ quan vị giác mất đi sự nhạy cảm mà còn làm ảnh hưởng đến việc bay của chúng tớ nữa đấy." Qua câu chuyện trên, các em đã hiểu biết thêm gì về những loài ruồi? Và bây giờ hãy cùng đến với kho tri thức nhé. Có một loài ruồi có thể ăn được. Người Úc coi chúng như thú nuôi. Loài ruồi này đầu to, toàn bộ cơ thể và cánh có màu vàng óng mượt. Chúng ở trong rừng sâu, chỉ ăn nhựa cây, không mang bất kỳ loại bệnh và vi khuẩn nào. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện lần sau.